Well, now, Christmas is an important festival in many countries around the world. Giáng sinh là một lễ hội quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. The Christmas tree, cây thông Noel. One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorate a tree and put it in the marketplace in the Latvia city of Riga. Ủa, hai nhỏ kia không học hả? Cái phong tục này kéo dài từ đâu? Lan rộng suốt khắp châu Âu và cuối cùng thì tới châu Mỹ vào năm 1800. Rồi, thiệp Giáng sinh vào giữa thế kỷ thứ 19, một người Anh muốn gửi gì những lời chúc Giáng sinh tới bạn của ông ấy. Vì thế ông ấy đã nhờ người ta thiết kế một cái thiệp, và 40 năm sau thì cái thiệp này thành một cái truyền thống của Giáng sinh. Rồi, tiếp theo, bài hát Giáng sinh. Cách đây 800 năm, những bài hát Giáng sinh được trình diễn cho mọi người ở các thị trấn và ngôi làng. Những cái bài hát này là những câu chuyện mà sao? Những câu chuyện được phổ nhạc và hầu hết mọi người đều thích chúng. Nhưng mà người lãnh đạo nhà thờ thì không thích. Họ cho rằng những bài hát này là không phù hợp. Và 180 năm sau thì những bài hát này trở nên phổ biến. Rồi, ok. Tiếp theo, cái này là cái gì? Ông già Noel, Santa Claus. Vào năm 1823, thánh bổn mạng cho trẻ em thật là thánh Nicholas xuất hiện trong một bài thơ được gọi là Một chuyến viếng thăm của thánh Nicholas. Và nhân vật trong bài thơ này là một người đàn ông rất mập mạp, vui tính, người mà mặc một cái áo com lê màu đỏ và mang cho trẻ em quà vào đêm Giáng sinh. Trong bài thơ này, cái bài thơ mà được viết bởi Clement Glassmore là một giáo sư người Mỹ đã trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ. Santa Claus, ông già Noel, dựa trên mô tả về nhân vật thánh Nicholas trong bài thơ này. Ok chưa? Rồi, hoàn thành cái bảng sau đây mình đã hoàn thành rồi. Cây thông Noel bắt nguồn ở Riga vào đầu những năm 1500. Thiệp Giáng sinh bắt đầu ở nước Anh vào giữa thế kỷ thứ 19. Bài hát Giáng sinh thì nguồn gốc là ở các thị trấn và các ngôi làng cách đây 800 năm. Ông già Noel thì xuất hiện nguồn gốc là ở Mỹ và ngày năm 1823, được chưa? Trả lời các câu hỏi dưới đây. Cây thông Noel đến nước Mỹ cách bao lâu? Cách đây bao lâu? Cách đây 200 năm. Rồi, câu này là câu gì? Tại sao một người Anh á lại làm gì, lại nhờ người ta thiết kế thiệp? Bởi vì ông ấy muốn gửi những lời chúc Giáng sinh tới bạn của ông ấy. Rồi câu C nhá. Những bài hát Giáng sinh lần đầu được trình diễn khi nào? Cách đây 800 năm ở những ngôi làng và thị trấn. Rồi câu D, ai đã viết bài thơ này? Ai đã viết bài thơ Một chuyến viếng thăm của thánh Nicholas? Ông Clement Glassmore. Rồi, Santa Claus, ông già Noel dựa trên cái gì? Ông già Noel dựa trên sự mô tả về nhân vật thánh Nicholas trong bài thơ. Rồi, xuống bài viết con. Sử dụng thông tin trong bài đọc trong trang 121 để điền vào chỗ trống trong cái bảng báo cáo, bài báo cáo dưới đây. 121 là bài nào? 121 là bài nào mới chị? 121 là bài nào? Có phải bài đọc đi lấy cuộc thi ấy không? Đây. Tập trung đi chân. Cuộc thi gì? Ngân. Tập trung vào. Cuộc thi lấy nấu cơm, lấy nước các kiểu nè. Rồi bây giờ mình làm nha. Hai nhỏ kia không học thì mệt quá đi. Không, đang sang bài writing. Con mệt không quá, con không tập trung gì hết. Điền vô đây nè cha nội. Bọn này đang thi nấu cơm đây nè cha nội. Điền chưa? Lễ hội nấu cơm. Châu. Tập trung vào. Được, bởi gì? Phạm Phương Linh hả? Bởi hội đồng lễ hội Phạm Phương Linh. Rồi cái báo cáo này chỉ ra cách gì? Cái gì được tổ chức như thế nào, lễ hội gì á? Điền tờ gì vào cho cô? Điền vô đi. Điền vào đi. Giờ này chưa biết cái đó là cái gì, con đang ngơ ngáo trên trời hả? Ngơ ngáo như con cáo bắt gà hả? Rồi, viết vô đi con. Vô lượt xong nhờ gọi cô nha con. Rồi, viết nào. Cô hôm đi coi sự kiện gì không? Sự kiện gì? Võ. Võ Thái. Mua
mẹ nghe hôm qua mẹ em đi rồi. Từ 5 giờ chiều đến 11 giờ mẹ mới về. Hàm hố nhìn bác đó. Trời ơi là trời. Điền gì vào đây cho tôi. Sang ngày nắng đụng đấm vậy. Điền từ gì vào đây. Ờ, Rye Cooking. Festival. The festival được tổ chức ở đâu? Ở communal house, nhà rông, hoặc là gọi là nhà gì? Những cái ngôi nhà mà của xã kiểu gọi là nhà gì? Rồi về à, cách khoảng bao nhiêu cây số? Cách sông bao nhiêu cây số? One rồi viết vào. One cây số. Đọc bài đọc có nha. Có ba cuộc thi, đó là cuộc thi gì? Water fetching. Water fetching. Fet lab. Fire making and dry cooking. Và lễ hội này diễn ra trong vòng 1 ngày. Trong cuộc thi lấy nước thì một người đến từ một đội sẽ phải gì? Chạy tới dòng sông, chạy là gì? Để lấy gì? Lấy cái gì? Lấy nước. Nha. Rồi. À, trong cuộc thi nhóm lửa thì sao? Hai thành viên sao phải nhóm lửa theo cách gì? Truyền thống là gì? Traditional way. Họ cố gắng trà sát những miếng gì với nhau để tạo ra lửa? Bamboo. Con nhỏ kia có chép bài không? Câu số 8 nào. Mấy người từ mỗi đội sẽ tham gia nấu cơm? Mấy người? Tìm sao bao nhiêu người? Tìm đi. Châu, có thể cho cô trong bài đọc xem là bao nhiêu người tham gia cuộc thi nấu cơm? 6 người. Rồi, họ phải làm gì? Hạt gạo với lại vỏ trấu. Phân biệt là gì? Separate. Nha, và sau đó thì nấu cơm. Sau 3 cuộc thi thì tất cả số điểm được làm gì? Được cộng lại là gì? Edit. Và thôn triều. Và nhóm thôn triều. Giải nhất. Lễ hội này rất là tuyệt vời. Xong. Biến vô đi. Viết một cái bài báo cáo tương tự về lễ hội bạn đã mới tham gia gần đây. Và trả lời các câu hỏi dưới đây để giúp bạn. Trả lời nè. Trả lời. Tên của lễ hội là gì? Rồi. Lễ hội được tổ chức ở đâu? Rồi lễ hội kéo dài bao lâu? Có bao nhiêu hoạt động ở đó? Có cuộc thi nào không? Rồi các hoạt động được tổ chức như thế nào? Mọi người tham gia có bao nhiêu người tham gia mỗi hoạt động? Rồi bạn nghĩ gì về lễ hội này? Viết nhá. Có viết không? Lễ hội Vua Hùng không? Lễ hội Đền Hùng. Rồi viết lễ hội Đền Hùng cho cô. Viết. This report show the Hùng Kinh Festival, lễ hội Đền Hùng, anniversary, the festival, chép vào, was held in school, in my school. It lasts for 3 hours. Check out. There are many activity. Ủa mấy đứa kia có chép không vậy? Activity. Subject music show. Em không bị đau đầu không? Ngã ở đâu mà đau đầu? Mới ngã đâu hả? Rồi mình tiếp tục này, music show này, trình diễn âm nhạc con nhá. Rồi, gì nữa? Traditional game này, trò chơi dân gian. Traditional game. Và các cuộc thi. Competition. Some competition. Một vài cuộc thi. Có một vài cuộc thi giống như là drawing picture, picture drawing. Viết vào đi con. Flower arranging.
Chán mấy cái đứa này ghê nhỉ. And singing. And singing a dress. A dress. Take a lot of student. The activity. The activity were organized. Có học thì học, không học thì về. Mệt quá. Organize. Chép bài vô đi. Nearly 100 students take part in. Took part in the picture, the drawing. Is contestant. How to draw. A picture. Showing the school activity. Many girl student. Cái hỏi câu hỏi nó e câu mà xong dài. Took part in. Nó nhiều nội dung. Hai đứa kia không học thì thôi ha. Chép bài. Chép vào vở không à. Flower arranging. Tới đây để làm gì nhỉ? Competition. Each class. Mỗi lớp học có một đội, has a team. A five student, 5 đứa. A five student. Five student. Two choi. The singing. Competition. The festival was very, hết rồi, was very meaningful. Lát cô copy vào cái đó. And very exciting. It helped us. Remind. Nhớ lại, khơi nguồn. Our origin. Nguồn gốc của chúng ta. Ok. Rồi, được chưa? Nhỏ vậy thôi, căng mắt mà nhìn. Được chưa? Được chưa? Cho nhỏ lại tí. Được chưa? Hai đứa kia xong chưa? Đấy. Chép vào.